chào mừng quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với chuỗi chương trình Nhân văn xin chào của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm cung cấp những thông tin đầy đủ nhất và chính xác nhất về các ngành đào tạo của trường. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự tài trợ của Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Viện Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai ngành học, đó là ngành báo chí và truyền thông đa phương tiện. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay sẽ có sự hiện diện của hai vị khách mời. Đầu tiên chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thạc sĩ Phạm Duy Phúc, phó trưởng khoa báo chí truyền thông. Cùng sự hiện diện của một bạn sinh viên, bạn Lê Thị Trúc Hà là sinh viên năm thứ hai ngành truyền thông đa phương tiện. Dạ, và với câu hỏi đầu tiên thì chắc chắn là sẽ phải mời thầy Phúc rồi. Dạ, thầy có chia sẻ như thế nào về đầu tiên là về cái thực tiễn nghề nghiệp hiện tại đối với hai ngành có vẻ là gần gũi và liên quan với nhau, đó là ngành báo chí và ngành truyền thông đa phương tiện, cũng như là cái chương trình đào tạo của khoa sẽ được thiết kế như thế nào để đáp ứng những cái yêu cầu chuyên môn của mặt thực tiễn? Thì đúng như bên chỗ cô chị nói thì ngành báo chí và ngành truyền thông đa phương tiện đối với nhiều người họ nghĩ đây là hai ngành rất là gần gũi và có gì đó nó liên quan với nhau, nhưng trên thực tế ở đây nếu gọi là liên quan thì chúng ta cũng chỉ đang đề cập đây là một trong những lĩnh vực nghề nghiệp thuộc về ngành truyền thông. Thì ngành truyền thông lại là một cái lĩnh vực mà có cái phổ nghề nghiệp cũng như là cái phạm vi cơ hội nghề nghiệp nó rất là mở rộng và có rất nhiều những ngành nghề đa dạng trong đó, cho nên là chính cái sự đa dạng đó thì mới nghĩ là hai ngành này là có cái sự liên quan gần với nhau, nhưng trên thực tế là có một sự khác biệt cũng rất là rõ ràng. Ví dụ như là những bạn mà có nguyện vọng đăng ký và trở thành sinh viên của ngành báo chí thì các bạn sau này ra sẽ được học để trở thành những phóng viên, những biên tập viên, những người làm công tác tại các cơ quan báo chí, với mục đích là chúng ta làm truyền thông để giúp cung cấp cập nhật tin tức thời sự cho thiên công chúng. Còn ngược lại các bạn mà muốn trở thành sinh viên của ngành truyền thông đa phương tiện thì các bạn lại sẽ được học tập và có những cơ hội để tích lũy những kiến thức cũng như là những cái kỹ năng sau đó đây chúng ta làm việc trong những cái lĩnh vực sáng tạo liên quan tới tạo ra những cái sản phẩm truyền thông đa phương tiện để đáp ứng cái nhu cầu truyền thông của tất cả những cái tổ chức trong sau trong cái bối cảnh yêu cầu về truyền thông đang rất đa dạng hiện nay. Thì đó là hai cái lĩnh vực nghĩ là giống nhau nhưng thực ra là có sự khác biệt rất là căn bản đó. Thì đối với cái ngành về truyền thông đa phương tiện thì theo thầy đâu là lợi thế, đâu là đặc trưng của ngành truyền thông đa phương tiện của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn nói chung và khoa báo chí truyền thông nói riêng ạ? Đúng là cái ngành truyền thông đa phương tiện là một cái ngành đang được đào tạo ở khá nhiều các cơ sở giáo dục đại học ở trên đất nước của chúng ta. Cái ngành truyền thông đa phương tiện tại khoa báo chí và truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn là có một sự khác biệt và có nhiều cái ưu thế. Cụ thể ở đây là cái ngành truyền thông sinh viên học ngành truyền thông đa phương tiện của khoa báo chí và truyền thông trường Khoa học Xã hội Nhân văn là được đào tạo để cung cấp một khối kiến thức và kỹ năng để qua đó chúng ta có thể là hình thành được một cái năng lực trong cái việc cũng như là quản trị được cái tư duy, lên được cái ý tưởng, tổ chức thực hiện được một cái kế hoạch, một cái chiến lược truyền thông và qua đó có thể là quản trị và điều hành một cái kế hoạch chiến lược truyền thông đáp ứng cái nhu cầu truyền thông của đơn vị. Hay nói cách khác, cùng gọi tên là truyền thông đa phương tiện nhưng nếu chúng ta hình dung như thế này là trong hoạt động truyền thông là chúng ta sẽ có những cái mảng gọi là mảng nội dung và hình thức. Ví dụ như là chúng ta sẽ truyền thông tới đơn vị, tới các tổ chức, tới các cá nhân theo cái mục đích của chúng ta, theo mong muốn của chúng ta thì chúng ta sẽ truyền thông về cái nội dung gì, cái cách thức truyền thông là sao, chúng ta sẽ nói như thế nào. Thì quan trọng là chỗ ý tưởng đó, thì quan trọng cái chỗ ý tưởng đó chính là cái thế mạnh của sinh viên chuyên ngành báo chí và truyền thông lâu nay và đó cũng là một trong những cái hướng trọng tâm, hướng chủ đạo mà cái chương trình đào tạo của truyền thông đa phương tiện của trường Đại học Sài Gòn hướng đến. Nó khác với một số cái ngành cũng là tên là truyền thông đa phương tiện nhưng của một số ngành khác họ lại đi sâu vào phân khúc về đào tạo về đội ngũ nhân lực cho cái bộ phận là kỹ thuật, tức là làm về hình thức. Còn ngược lại bên chỗ cái ngành truyền thông đa phương tiện của khoa báo chí và truyền thông thì lại nhắm vào chuyện coi như đào tạo cái nguồn nhân lực để coi như là gì lên có thể là hình thành và quản trị cái ý tưởng đó. Đó chính là một cái phần mà tôi nghĩ là đó là một cái thế mạnh của ngành truyền thông đa phương tiện của khoa báo chí và truyền thông. Quan trọng là cái cốt lõi, cái nội dung. Quan trọng là ý tưởng chúng ta có là gì, còn những cái phương cách, những cái kênh để mà chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng cho các dự án truyền thông của mình đó, thì cái đó có thể chỉ dạy được và có thể các bạn có thể tự học được. Thì đó cũng là một trong những chia sẻ của thầy Phúc về cái chương trình đào tạo của ngành truyền thông đa phương tiện. Vậy thì với cái chương trình đào tạo này, mình quay lại chút xíu về ngành báo chí, thì theo như em được biết á,
Và theo như sự chia sẻ của nhiều thầy cô tư vấn á, là truyền thông đa phương tiện cũng được kế thừa cái nền tảng rất là lớn từ báo chí. Nếu được gọi là cái sự kế thừa thì lại nhiều người lại sẽ cho rằng là nếu vậy ngành truyền thông đa phương tiện hiện nay cũng có khác gì với nhà báo chí hay không? Thì thật ra nếu mà gọi là cái sự kế thừa thì như nói là bởi vì là lâu nay cái khoa báo chí và truyền thông đã đào tạo báo chí gần như là cơ sở đào tạo báo chí duy nhất ở khu vực phía Nam này và đã có nên được hơn 30 năm đào tạo và ngay cả chương trình đào tạo của ngành báo chí cũng đã được kiểm định của đạt được chuẩn hay như vậy chú em, có nghĩa là đã được công nhận về chuẩn của cái hệ thống mạng lưới trường đại học của Đông Nam Á để cho thấy là cái nền tảng ở trong cái chất lượng đào tạo của cái ngành báo chí thì cái chất lượng của ngành đào tạo báo chí lâu nay chúng ta đã có thể là có sẵn một nền tảng để có được những hệ thống về kiến thức về lý luận về đào tạo để cung cấp một cái đội ngũ một cái nhân sự mà có thể là có cái bề dày bề sâu về kiến thức và đồng thời trang bị những cái kỹ năng để có thể là làm việc tác nghiệp ở trong cái môi trường là các cơ quan báo chí và truyền thông. Vì trên thực tế rõ ràng thì không phải sinh viên báo chí nào là cũng sẽ làm việc ở trong các cơ quan tòa soạn báo chí. Và trước khi chúng ta có cái ngành truyền thông đa phương tiện thì cũng rất nhiều những cái sinh viên tốt nghiệp ngành báo chí đã chứng minh, đã tìm thấy và khẳng định được cái vị thế của mình ở trong các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan tới truyền thông. Thì để cho thấy được rằng là những cái kinh nghiệm, những cái khả năng và những cái khối kiến thức lâu nay chúng ta có nó đã tạo một cái nền tảng đó. Cho nên như vậy họ cũng rất tự tin tiếp tục triển khai cái ngành truyền thông đa phương tiện là như thế. Thì như vậy nói đó là cái kế thừa thì tôi nghĩ nó là cái kế thừa cái chất cái năng lực tức là một cái nền tảng về cái tư duy ấy, để là tư duy làm truyền thông làm báo chí tốt cho cái sinh viên chúng ta đã có lâu nay rồi. Thì như vậy là cái ngành truyền thông đa phương tiện kế thừa từ cái nền tảng đó chứ không phải là chúng ta gọi là kế thừa từ không phải là kế thừa môn học hay là không phải là kế thừa chương trình đào tạo mà là sự kế thừa ở đây là bằng sự tự tin của các thầy cô sự tự tin và nền tảng và cái chất lượng và cái phong thái của sinh viên lâu nay của cái khoa báo chí truyền thông. Dạ, và chính cái sự tự tin đó là sẽ chắc chắn cho tất cả các bạn sinh viên theo học, cho dù là bạn học ngành báo chí hay là bạn học ngành truyền thông đa phương tiện của trường xã hội nhân văn. Dạ. Ở đây có sự hiện diện của một bạn sinh viên cũng đã từng trải qua một cái khoảng thời gian để mà cũng gọi là đấu tranh rồi cũng phải là cố gắng để mà được theo học một cái ngành mà em thích, em mơ ước. Vậy thì chia sẻ của Trúc Hà như thế nào, những cái cảm xúc của em về cách đây khoảng 2 năm khi em bắt đầu đặt tay điền cái hồ sơ đăng ký dự thi đại học đó. Thì em có thể chia sẻ thứ nhất là về cái định hướng tại sao em lại lựa chọn ngành này, thứ hai đó là có lời khuyên là cho các bạn nếu như mà các bạn muốn đăng ký thi một ngành này hay không. Dạ xin chào chị như là các bạn khán giả, thì thật ra là em biết đến ngành của trường mình vào cái buổi tư vấn tuyển sinh tại trường và lúc đó cái niềm động lực lớn nhất của em đó là tại vì muốn làm quảng cáo, em muốn sau này sẽ được thực hiện những cái tuyên truyền quảng cáo này nó không nhiều ý nghĩa, em rất là thích quảng cáo một cái đợt tết, và thì ý tưởng ban đầu của em đến với ngành học này chỉ là nó thôi. Và lúc đó em, tại vì năm nay là năm học đầu tiên nên em không hề biết là mức điểm nó sẽ cao đến như vậy. Ngay từ năm đầu tiên em nghĩ là mình em có một sức hút khá là lớn, nên là em nghĩ là các năm sau thì em có một lời khuyên cho các bạn đi thi tiếp theo đó, là phải có chiến lược. Mình cần học được một cái chiến lược, nói nó to lớn nhưng mà mình cần phải biết cụ thể là sức mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm cụ thể từng môn qua việc là mình chia nó ra. Là em nghĩ là cái có chiến lược là cái rất cần thiết, không chỉ là cần thiết trong kỳ thi mà là cần thiết có 4 năm đại học tiếp theo. Bây giờ mình phải biết mình muốn cái gì và để được cái muốn đó thì mình phải đặt ra cụ thể từng mục tiêu và những mục tiêu đó nên được số hóa để mình không phải thất vọng nếu như mình không hoàn thành. Rõ ràng là cái việc mà hoàn định trong cái kế hoạch học tập hay là xa hơn là cái kế hoạch cho tương lai của mình đó là một việc rất là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn hết chị nghĩ là em có thể làm được tất cả những điều đó bởi vì em đam mê cái ngành này và nó đủ sức làm tạo thành cho em một cái động lực để mà em cố gắng hoàn thành hết tất cả những cái kế hoạch mà mình đề ra. Vậy thì đến bây giờ là năm thứ hai rồi, mình đã trải nghiệm cái môi trường học tập ở đại học như thế nào? Em cũng có chung câu hỏi với rất nhiều bạn là không biết em sẽ học cái gì. Tại vì thật ra lúc mà em nhận thông tin về ngành thì em cũng biết là truyền thông đa phương tiện là như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng cụ thể chương trình học thì em chưa biết. Nên là khi mà từ năm nhất vào khoa thì tụi em đã được đọc qua cái chương trình học và chính tụi em cũng là những người mà đã góp ý cho chương trình học để cùng xây dựng để có thể tạo ra một cái chương trình hoàn chỉnh nhất về ngành truyền thông đa phương tiện. Và em rất là vui vì khi mà em học là tụi em được giao những cái dự án và tụi em là người thực hiện dự án đó, nó không chỉ là khâu ý tưởng mà thậm chí là tụi em còn phải tự học thêm những cái việc làm như thiết kế dựng phim để tạo một sản phẩm hoàn chỉnh nhất. Chương trình đào tạo là một phần mà cái hay ở chỗ chương trình đào tạo không bao giờ cố định và nó sẽ luôn thay đổi, luôn có
cái sự bù khuyết nhất định cho những cái lỗ hổng nếu có, và luôn nhận phản hồi từ phía sinh viên và đặc biệt là còn từ phía nhà tuyển dụng nữa lúc này. Dạ, thì qua quá trình mà thầy làm việc với các đối tác nhà tuyển dụng thì những cái phản hồi hay những nhận xét đánh giá của nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp của khoa báo chí truyền thông như thế nào ạ? Thì riêng cái này thì là bên khoa báo chí cũng này rất là tự tin, vì rõ ràng là bất cứ một cái chương trình nào cũng vậy thì chúng ta không thể nào có một cái chương trình mà mãi mãi nó tốt nhiên tốt thiệt được, mà nó phải đáp ứng nắm bắt kịp thời với cái nhu cầu và cái tiềm cận được với cái đòi hỏi thực tế của cái trạng ngành nghề mà được đào tạo trong lĩnh vực đó. Thì đối với cái ngành về truyền thông nói chung và báo chí nói riêng cũng thế, thì môi trường của cả truyền thông đang thay đổi rất nhanh và thậm chí là thay đổi hàng ngày hàng giờ. Vì vậy mà chương trình, nếu chúng ta cũng chỉ phải tự hào về cái chuyện một cái chương trình nó ổn định hay được kiểm định chất lượng như này và không thay đổi thì là sẽ không thể nào mà bắt kịp và đáp ứng được cái nhu cầu xã hội cả. Và rõ ràng là theo nguyên tắc dưới 2 năm là chúng ta đều có tiến hành là cũng như là cập nhật, update, điều chỉnh lại cái chương trình. Thì cái đánh giá của các cơ quan tuyển dụng đối với cái nguồn nhân lực hiện tại mà được tốt nghiệp từ ngành báo chí và truyền thông thì như vậy họ được đánh giá rất cao, và thậm chí là có những cái góp ý họ cho rằng là chúng ta nên tiếp tục thậm chí là nên mở rộng thêm, hoặc là ví dụ như là gì họ cũng mong muốn là gì là đưa luôn cả sinh viên có thể là thực tập luôn ngay từ sớm. Thì đó là những cái ý kiến, dĩ nhiên là có thể là ý kiến nó có thể là hơi gọi là ưu ái quá đối với cái chương trình ta, nhưng có những cái con số đánh giá từ tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên có việc làm ngay hay là coi như là cái độ hòa nhập của sinh viên tốt nghiệp ngành báo chí và truyền thông tại phương tiện khi ra trường, thì như vậy thì đều được đánh giá rất cao. Hầu như là đối với là con số từ phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng cho thấy là khảo sát trên cái sinh viên báo chí khi tốt nghiệp thì gần như là sinh viên đã có việc làm trước khi tốt nghiệp là chiếm hơn 30%, và như vậy trong khoảng giai đoạn từ 3 cho đến 6 tháng sau khi tốt nghiệp á mà có việc làm thì nó lên tới gần coi như là thêm 60%, tức là tới hơn 90%. Thì đó cũng là một cái con số mà khiến cho khoa cũng cảm thấy rất tự tin vào cái con đường đi của mình. Quay trở lại một cái câu chuyện về các tháng năm sinh viên đi ha. Vậy thì ngoài cái việc mình học, mình chủ động tìm hiểu thông tin, mình chủ động tham gia các dự án, vậy thì mình có những cái hoạt động nào liên quan đến giải trí thư giãn không? Dạ, em nghĩ là sinh viên học cái truyền thông của em á thì ngoài chạy cái bài học tập thì em sẽ chạy cái bài giải trí. Bản thân em là một bạn trong ban chấp hành đoàn hội của khoa, thì em thấy là không chỉ là thầy cô tạo điều kiện cho em có một môi trường học tập, thậm chí là cùng tạo điều kiện cho em tổ chức những cái hoạt động và chính tụi em làm tổ chức hoạt động đó luôn. Tại vì sau này khi mà em ra trường, các thầy tụi em sẽ trở thành những người làm việc, những người tạo ra sự kiện cho mọi người giải trí. Và khi mà bản thân tụi em trong khoa và tụi em đầu năm vào, tụi em đã có để đón chào đón tân sinh viên của các khóa, rồi tụi em còn tham gia trải với trẻ. Và bên cạnh đó thì xuyên suốt năm là tụi em luôn có những cái buổi talk show nói về ngành nghề từ những anh chị đã đi trước để truyền lại cho tụi em. Hiện tại thì bên ban chấp hành đại hội đang tổ chức một cái chương trình triển lãm về nghệ thuật. Có nghĩa là trong 7 loại hình nghệ thuật thì tụi em sẽ tạo ra không gian triển lãm cho 7 cái loại hình nghệ thuật đó. Và vừa rồi thì tụi em đã tạo ra một đêm nhạc. Và tiếp theo là sẽ là tối đến lần này thì sẽ là chương trình về với hát bội. Tụi em tổ chức tại hội trường B văn hóa người luôn. Và bên cạnh đó sắp tới thì cũng là những buổi chiếu phim về nghệ thuật về Sài Gòn. Và mỗi năm thì là hoạt động nó lại thay đổi, nó lại khác nhau. Có thể là những cuộc thi về kiểu tìm kiếm tài năng sinh viên, đặc biệt là lĩnh vực về MC của khoa tổ chức, nên là em thấy là ở khoa là lúc nào cũng có hoạt động. Và bởi chính vì vậy nên là em cảm thấy là lúc nào cũng phải là chạy cái khoa giải trí hết. Và rõ ràng là cái môi trường lẫn sinh hoạt, lẫn giải trí, lẫn tinh thần, lẫn vật chất của chúng ta đều rất là sôi nổi và rất là phong phú. Và cái điều đó nó cũng sẽ khiến cho đập tan đi những cái định kiến liên quan đến việc là lựa chọn ngành học ở báo chí, ở trường nhân văn chỉ là khô khan, chỉ là biết viết suông hơn so với những cái trường hoặc là những cái cơ sở khác mà người ta cũng quảng cáo những cái thông tin nó liên quan như vậy. Thì rõ ràng là thông qua những cái chia sẻ từ thầy Duy Phúc, từ bạn Trúc Hà, thì các bạn học sinh đã có một cái nhìn chính xác hơn, đầy đủ hơn, và tôi nghĩ là cũng sẽ là rất là quan trọng đó khi mà các bạn quyết tâm và quyết định thi vào ngành báo chí hay là ngành truyền thông đa phương tiện của trường đại học khoa học xã hội Nhân Văn. Dạ, và còn cái câu hỏi cuối cùng nó liên quan đến những cái cơ hội và những cái ước mơ sau này của các bạn. Dạ, thì không phải là chúng ta cũng biết là đặc trưng của các bạn sinh viên mà học những ngành liên quan đến truyền thông và báo chí là rất là năng động, rất là tự tin và luôn muốn phá bỏ những cái giới hạn có. Thì một trong những cái giới hạn đó hay là một trong những cái sự
tự tin đó là các bạn muốn tìm kiếm các cơ hội để mà du học tại các nước. Về các cơ hội học bổng dành cho các bạn sinh viên hiện tại như thế nào ạ? Hiện tại thì như nói cái lĩnh vực mà nghề nghiệp truyền thông á, yeah, thì đang là cái lĩnh vực mà nó đang dùng một cái từ là đang rất là hot, và cái phạm vi cuộc sống về nghề nghiệp của nó rất là rộng. Cho nên chính vì những cái cơ hội để học bổng, để hợp tác, để trao đổi thì như vậy là nó rất nhiều. Yeah. Thì có thể nói là nhất là từ khi mà chương trình đào tạo của khoa báo chí và truyền thông đã đạt được cái chuẩn kiểm định AUN QA, thì như vậy là có cả những cái chương trình gọi là học tập giao lưu tại một học kỳ, tức là học trao đổi, học kỳ trao đổi tại một trường đại học cũng đạt chuẩn và nằm trong cái hệ thống của AUN QA. Yeah. Thì như vậy là trong những năm qua cũng có những cái sinh viên của ngành báo chí đã có những cái đợt học trao đổi tại các trường ở Singapore hay là ở Thái Lan. Còn rộng hơn thì như vậy là gần như với cái bản chất, với cái phẩm chất về năng động của sinh viên ngành báo chí và truyền thông, thì vậy các bạn phải chủ động và tìm được rất nhiều những cái nguồn học bổng ở bên ngoài, và học bổng để đào tạo chuyên sâu ở trong lĩnh vực truyền thông cũng như lĩnh vực báo chí ở các quốc gia, cũng vấn đề là truyền thông và nền nghiên cứu truyền thông và chuyện, và hầu hết bạn đều có thể là khi tốt nghiệp ngành báo chí và truyền thông đang tìm ra thì có thể là cái cơ hội để tạo ra những cái học bổng bên ngoài thì gần như là đạt được cái độ tương thích và cái khả năng thành công của các bạn, thì đó là điều rất là hứa hẹn. Và qua những chia sẻ của thầy Phúc và bạn Hà vừa rồi, chắc chắn là chúng ta đã không còn thể là mang gì thêm về cái sự đầy đủ về mặt thông tin nữa ạ. Dạ, và ban tổ chức cũng trân trọng cảm ơn sự hiện diện ngày hôm nay của thầy và của bạn đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Và quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, nếu như chúng ta còn bất kỳ thắc mắc gì về các chương trình đào tạo của trường, về thông tin tuyển sinh, thì đừng ngần ngại hãy liên hệ với trường qua các kênh truyền thông như là website, fanpage hoặc qua các số điện thoại hotline 0868 223 237 hoặc 0283 8235 899. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.